Từ xưa đến nay, mọi quốc gia, dân tộc trong quá trình phát triển đều rất đề cao vai trò quan trọng của giáo dục. Và ngày nay, người ta không chỉ coi giáo dục và đào tạo là hoạt động xã hội đặc biệt, là bộ phận của kiến trúc thượng tầng, mà còn là yếu tố giữa vị trí nền tảng và vai trò động lực quyết định sự phát triển của kinh tế xã hội. Đầu tư giáo dục và đào tạo là đầu tư cho tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư 4.0 hiện nay, giáo dục Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Để làm rõ hơn những thách thức này, xin mời quý vị khán giả cùng đến với cuộc trò chuyện của mc mai anh và vị khách mời của chúng ta tuần này xin mời mai anh Quý vị và các bạn thân mến, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang diễn ra rất mạnh mẽ và sự tác động của quá trình toàn cầu hóa đã khiến các quốc gia phải đẩy mạnh sự phát triển lĩnh vực giáo dục của nước mình. Bởi lẽ để có thể hội nhập quốc tế sâu rộng thì các quốc gia cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất cũng như là tri thức cần thiết. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Tiến sĩ Châu Văn Bảo, Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh để có thể hiểu thêm về vấn đề này xin chào tiến sĩ và cảm ơn tiến sĩ dành thời gian đến với chương trình nhịp sống kinh doanh ngày hôm nay ạ à. chào mấy anh chào khán giả vâng thưa tiến sĩ tiến sĩ nhận định như thế nào về việc xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực trẻ có tri thức trong bối cảnh hiện nay ạ à? À, cảm ơn mấy anh à, đất hiện nay thì đất nước chúng ta đang trong cái quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gắn với cái phát triển kinh tế tri thức và cái kinh tế số cho nên là rất là cần cái uh, nguồn lực uh, trẻ và nguồn lực tri thức chính vì vậy uh, đây là cái nguồn lực uh, chất lượng cao được uh, đào tạo từ các cái trường cao đẳng đại học uh, và uh, cái nguồn lực chất lượng cao này nó là một trong những cái yếu tố uh, quyết định đến cái sự phát triển nhanh bền vững của đất nước. À, vâng thưa tiến sĩ như vậy thì trước những khó khăn và thách thức của lĩnh vực giáo dục hiện tại thì nhà trường đã có những chuẩn bị gì để có thể đào tạo ra nguồn nhân lực trẻ và có tri thức ở trong tình hình mới hiện nay ạ? À? À, trước những cái khó khăn thách thức như vậy thì để mà cái nâng cao chất lượng cái nguồn nhân lực thì nhà trường còn tập trung các cái vấn đề sau thứ nhất là đổi mới cái phương pháp dạy và học ứng dụng nhiều cái công nghệ mới công nghệ số vào trong công tác quản lý đào tạo rồi sử dụng đồng thời mình sử dụng hiệu quả và khai thác các cái nguồn dữ liệu trên cái hệ thống thứ hai là mình phải phát triển cái chương trình đào tạo của các ngành nghề nó phù hợp với cái nguồn lực à, 4 chấm và hội nhập quốc tế. Thứ ba là mình phải đầu tư cơ sở vật chất à, trang thiết bị dạy học hiện đại là mình phải à, kết hợp với các cái doanh nghiệp để mình à, có những cái chương trình đào tạo song hành, đào tạo kép. À, những cái chương trình này thì giúp cho sinh viên tiếp cận được các cái công nghệ các cái, cái, cái kỹ thuật hiện đại của doanh nghiệp cái thứ năm nữa là mình chủ động tích cực trong cái hội nhập quốc tế tức là có những cái chương trình đào tạo liên kết quốc tế và liên kết uh, quốc tế thì trường cao đẳng lý trọng thành phố hồ chí minh là trường cao đẳng đầu tiên của việt nam được tổng cục giáo dục nghề nghiệp cho phép liên kết với trường đại học cao đẳng trường đại học city lát cao của anh quốc với năm ngành trong đó là uh, ngành thứ nhất là điện công nghiệp thứ hai là điện điện tử thứ ba là cơ khí chế tạo máy là ngành tiếng anh rồi ngành mạng máy tính và sinh viên khi học trên này là được học là cái chương trình xây dựng bởi hai nước Việt Nam và nước Anh yeah. sinh viên tốt nghiệp thì quyền lợi sinh viên thì được cấp hai bằng bằng Việt Nam và bằng của Anh Quốc như vậy sau khi sinh viên ra, ra trường thứ nhất là có thể tham gia vào cái thị trường lao động tại Châu Âu thứ hai là học liên thông lên đại học tại Châu Âu yeah. với cái bằng của Anh Quốc đó đó là quyền lợi của sinh viên Thưa tiến sĩ, tiến sĩ có thể chia sẻ thêm vào năm 2023 thì trường cao đẳng lý tự trọng Thành phố Hồ Chí Minh có chỉ tiêu cũng như là phương án tuyển sinh như thế nào ạ? Phương án tuyển sinh thì nhà trường có 3 cách cái xét tuyển phương án tuyển sinh. Thứ nhất là xét học bạ trung học phổ thông à, hoặc là trung học cơ sở với cái điểm là xấu nhất à, cộng theo cái hạnh kiểm là loại tốt. Cái thứ hai là xét theo cái kết quả kỳ thi à, trung học phổ thông quốc gia. À, theo cái điểm sàn của bộ dục đào tạo à, cái thứ ba là xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng năng lực của đại học quốc gia thành Ph. phố hồ chí minh và thời gian nộp hồ sơ thì à, bắt đầu từ hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023 à, nếu mà trong quá trình sau khi mà xét tuyển thì cái ngành nào đủ chỉ tiêu thì nhà trường sẽ không gọi thêm chính vì vậy cho nên các em có thể là khẩn trương đăng ký sớm để được cái nguyện vọng ngành học theo như ý mấy em. Và cái đăng ký ngành học thì nó có ba cách đăng ký. Thứ nhất là mấy em có thể lên website của trường đăng ký trực tuyến online. À, thứ hai là mấy em có thể đến tại phòng tuyển sinh của nhà trường. À, địa chỉ là 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là có thể là gửi hồ sơ xét tuyển bằng cái đường bưu điện với hình thức là gửi thư bảo đảm, chuyển phát nhanh đến địa chỉ của trường. À, cái việc mà về chỉ tiêu à, tuyển sinh của trường thì năm nay nhà trường có cái chỉ tiêu là 8 năm chỉ tiêu yeah. cho là mươi ngành học thuộc các lĩnh vực à, kinh tế kỹ thuật công nghệ nhà hàng khách sạn du lịch làm bánh nhà trường à, sẽ cam kết cái, cái cái chất lượng đào tạo tốt cũng như là cái môi trường học tập hiện đại à, hấp dẫn với cái mức học phí thấp theo cái quy định của nhà nước Đối với trường Cao đẳng Công lập. À, nếu các em đăng ký uh, và học tại trường Cao đẳng Lý Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với cái năng lực học trung bình thì các em sẽ được học với cái đội ngũ thầy cô giáo giỏi chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết với trang thiết bị giảng dạy hiện đại. Nên các em khi tốt nghiệp ra trường có kiến thức kỹ năng vững vàng và đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ và tiến sĩ kỳ vọng điều gì cho ngành giáo dục trong năm 2023 ạ? À, theo tôi thì cũng có vài cái kỳ vọng sau. À, thứ nhất là trong năm 2023 thì đào tạo sẽ theo hướng phát triển năng lực của người học nhằm thúc đẩy các cái và tăng cường các cái kỹ năng cũng như là các cái 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 khởi nghiệp sáng tạo đổi mới sáng tạo trong sinh viên. À, cái thứ hai đó là về việc là ứng dụng chuyển đổi số thì cần phải có cái chiến lược phát triển nhanh để xây dựng nhà trường thành nhà trường thông minh. À, Vơ cái nhà trường thông minh thì ở đây là người ta sẽ ứng dụng các cái công nghệ chủ yếu là công nghệ số. Trong cái công nghệ số thì nó có là phân tích dữ liệu, điện toán đám mây và các cái thiết bị auditor để mà tương tác và từ đó nhà trường sẽ có những cái quản trị nhà trường theo trên cái nền tảng là công nghệ thông tin. Cái thứ ba là chủ động liên kết với các cái doanh nghiệp. Đỡ ngày càng có nhiều cái cái chương trình đào tạo song hành, đào tạo kép với doanh nghiệp và chương trình đào tạo quốc tế. Đây là cái nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước và họ nhập quốc tế. Và cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay thì tiến sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên cho các bạn học sinh sinh viên đang có nguyện vọng tham gia vào kỳ tuyển sinh sắp tới không ạ? À, theo thời thì um, trước hết mấy em đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng đại học thì chúng ta thứ nhất là mình sẽ coi thử cái năng lực học của mình là phù hợp với ngành nghề nào với trường nào mình sẽ học thứ hai là mình sẽ coi thử mình sẽ đi theo hướng uh, nghiên cứu tức là đi vào các trường đại học hoặc là đi vào hướng nghề nghiệp mấy em sẽ tùy theo cái, cái sức học năng lực của mình và cái, cái kinh tế gia đình và cái sự yêu thích nghề nghiệp cũng như cái nhu cầu của xã hội nhất là trong cái bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp và công nghệ số và hội nhập quốc tế sâu rộng thì mấy em sẽ chọn được một cái nghề là phù hợp với cái năng lực để mấy em phát triển. Dạ vâng xin được cảm ơn tiến sĩ cho văn bảo với những chia sẻ rất là hữu ích ngày hôm nay và thưa quý vị hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi trong chương trình nhịp sống kinh doanh thì quý vị khán giả đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên sẽ có thêm được những thông tin bổ ích cho hành trình sắp tới của mình.